Rồi cái này mình xin chào cả nhà nghe. Cái này mấy anh em sẽ lưới lù xù bù cũng rồi. Này gió dòng quá, mưa ngủ quay, cái này quá trời mưa rồi. Lưới vô lè lè luôn. Em sợ lưới. Bây giờ mưa mình đi nốc. Còn phụ nữ ta đi biển là ta đứng vững ghê không? Rồi rồi cái nhà, này phải tắm nữa. Tới nữa rồi, chạy quá tay cái đám mưa rồi, anh em làm việc chưa rồi nữa, dầm mưa. Dầm mưa làm việc. Vua luộc luôn. Làm vừa xong uống trà. Cái này rồi. Gì? Đóng nó lại đi, đẩy cái đó lại đi, nó chưa nấu rồi. Ui, lạnh. Có luôn tạt. Giác này xúc rượu chuẩn bị nấu cơm. Em cá là sao nè? Đâu có để người lớn người ta uống nước trà, còn mấy người không uống trà nó vừa nấu cơm vừa bằng cá hên luôn à. Cái đó làm cặp nó sao không lên nó nằm nó rồi đỡ sao nữa. Một rổ cá luôn, một cá út, cá chay, cá khoai. Cốc đầu bự. Cổ mưa lắc rắc luôn. Cái này nó khó chất gã luôn á. Cá mồng rồi, cái này rửa cá kìa. Này cái mà hai ông vô bên bài.
chờ làm sẵn cái hồi ăn. Ghiền, hết sức ghiền. 2 ông thì nằm dài nằm vắng. 3 phút mấy cổ còn lại mấy bánh bánh không. Cơm thì đã chín. Ngủ giấc thì thức dậy tới cơm á. Này mây lên đang thui nữa. Hôm nay mưa được hết sức à. Tròn cả kho luôn. Nước sôi rồi. Rồi thả cá vô. Một rổ cá luôn. Nào cá út, cá khoai. Cá nấu đầu không? Mình thì kho. Em cũng ngủ ngon lành luôn. Các mẹ con sôi rồi cho ớt vô, cho cá khoai vô, kho cũng sôi luôn. Chính định kêu sáu vậy nè, ngủ ngáy không thì ông mà không ngáy đấy à. Con mực mới văng. Thank you.
cho dầu ăn vô. Rồi dọn chén đi cơm. Cui cà phai cà ốc bầu đã kho à, có nước mắm nữa đó hen, có nước mắm và mở ra. Cốt này không cơm đâu tiêu cà no gì rồi. Tại đức nó không hay quá bận lắm chết. Vậy tưởng đâu không ăn cơm chứ. Trốn nữa. Rồi ăn đi. Cơm thôi. Vô. Mày vô không? Không á. Sao? Không mày. Vô uống một cái thuốc. Mệt dữ. Uống cơm lúc cái ngày. Xung kho. Kho đủ chứ thuốc thuộc rồi không uống. Chuột sao không uống. Không quá. Uống vào thì đủ uống đi. Thì đủ uống hết chai nghỉ được rồi. Rồi. Dãi. Không. Trời đi. Mở nơi nãy hồng kìa. Nãy chưa có rượu nữa. Nãy chưa. Nãy chưa cá chưa chín. Cảm ơn anh Nguyễn. Tụi nước thiệt xong rồi. Rồi. Nhậu 3 ngày sợ luôn hả? Chiều nhậu bỏ cơm luôn, chiều đó bụng chết rồi. Ừ. Uống đứa ơi. Nhậu với tôi. Hai người kiếm không uống rượu này, tháng này hẳn cấp rượu nó ế á. Để cho nó ế là gian được đâu. Cái tài kiếm kiếm gì không? Kiếm tiền mua rượu uống. Chứ phải kiếm hiệp à. Này này là đầy với này nè. Nhưng có như nửa rổ rồi. Úp á. Vàng. Câu dưới á. Úp cây bụng. Úp cây giòn. Múc vô chén lùa nè. Nhóc nào nhé. Thôi nói về tắt máy luôn. Bây giờ mấy anh em xin chào cả nhà ở đây nha. Hẹn cả nhà vào clip ngày mai đi. Thôi.